Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay thì đã có thông tin mới nhất liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai quý vị nhé. Thông tin được đăng tải trên trang báo Pháp Luật. Và có thông tin mới nhất là khởi tố vụ án lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai. Xem xét nội dung, ở đây là xem xét thêm cái tội loạn luân. Thì có thể nói là sau khi có kết quả ADN xong, thì hôm nay ngày 1 tháng 11 thì đã là khởi tố thêm cái tội lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai quý vị nhé. Và hôm nay thì em sẽ cập nhật thông tin chi tiết, nên rất mong quý vị khán giả sẽ xem hết video này để hiểu được những nội dung em muốn truyền tải quý vị nhé. Đây, sau khi có kết quả giám định ADN, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang chờ cơ quan chuyên môn trả lời để xem xét về tội loạn luân. Ngày 1 tháng 11, công an tỉnh Long An có thông tin tại Tịnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Theo Công an Long An, ngày 12 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại căn hộ, tại hộ của bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Và ngày 24 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN với 27 người, 17 mẫu người lớn và 10 mẫu trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai. Và đến ngày 7 tháng 10, Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận giám định số 5342 KL. Đó, đây là cái thông tin giám định quý vị nhé. Và ngày 13 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, quá trình công bố kết quả giám định ADN tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành lập biên bản có chứng kiến của ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương. Cùng ngày 13 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Và riêng tin báo về tội phạm loạn luân về tội phạm loạn luân, cơ quan an ninh điều tra đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết. Theo cơ quan an ninh điều tra, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người của nhân thân và những cá nhân bị trưng cầu giám định nên kết quả này sẽ không được công bố công khai. Đó, ở đây thì có thể nói là cái thông tin này là thông tin mới nhất quý vị nhé. Khi mà có cái thông tin về việc là xét nghiệm ADN chưa được công bố là có cùng huyết thống hay không. Nhưng mà hôm nay thì đã có cái thông tin là khởi tố vụ án lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai để xem xét cái tội loạn luân. Thì ở đây có thể nói là cái kết quả ADN có thể đã gọi là có chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ đã khởi tố cái tội lừa đảo rồi thì mình tin rằng là sẽ có khởi tố thêm cái tội loạn luân hay không thì chúng ta vẫn phải chờ đợi từ cơ quan chức năng. Và sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo và đến ngày 21 tháng 8, những bị cáo còn lại cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Và ngày 14 tháng 10, trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe và một số người liên quan vụ án và một số bị hại, nhân chứng cũng vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt. Và hai luật sư bảo vệ cho quyền lợi của Hội Phật giáo Việt Nam và ông Trần Ngọc Thảo có đơn xin hoãn phiên tòa. Và sau khi hội ý, hội đồng xét xử tuyên hoãn phiên phúc thẩm và mở lại vào ngày 2 tháng 11. Có nghĩa là hôm nay là ngày 1 tháng 11 rồi, thì ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử Tịnh Thất Bồng Lai quý vị nhé. Và theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, các bị cáo sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Và từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đã đến tại số 191 A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Và bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức quyết định chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ của những người còn lại, viết kịch bản tập hát và tạo ra một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hoạt động nơi đây. Và sau khi làm video, các đối tượng đưa cho Lê Tùng Vân xem, thống nhất đồng ý mới được đăng lên mạng xã hội. Và có 5 video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook, YouTube.
cơ quan chức năng đã phân tích, giám định và đã xác định có hành vi có tổ chức và cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Đây cũng là những thông tin mới nhất về Tịnh Thất Bồng Lai. Có thể nói là hiện tại trên mạng xã hội thì đã tràn lan những thông tin về việc là công an hiện tại thì đã khởi tố vụ án lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai, xem xét tội loạn luân. Thì cái vấn đề ở đây là có loạn luân hay không ấy thì đang được rất nhiều quý vị khán giả đặc biệt quan tâm sau khi là đã công bố là đã có kết quả ADN. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã biết là ngày mai, ngày 2 tháng 11 thì sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm tiếp theo, bởi vì trước đây đã bị hoãn rồi. Thì ngày mai thì sẽ có thể đó là sẽ có thông tin mới nhất về việc là đơn kháng cáo cũng như là đưa ra cái phiên tòa xét xử, có thể là sẽ có thông tin mới quý vị nhé. Nhưng mà em cũng sẽ cập nhật thông tin liên tục về Tịnh Thất Bồng Lai để cho tất cả quý vị và các bạn có thể là quan tâm. Ở đây có thể nói là những cái trang báo lớn nhỏ hiện tại đã đồng loạt đăng bài về vụ Tịnh Thất Bồng Lai phúc thẩm đơn kêu oan của ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm. Ở đây thì có thể nói là Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo kêu oan của ông Lê Tùng Vân và 5 người tại Tịnh Thất Bồng Lai. Dự kiến là 8 giờ sáng ngày mai, mùng 2 tháng 11, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo điều 331 xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Nam bên bờ vũ trụ. Ở đây thì có thể nói là mọi người đang đợi chờ cái phiên tòa này. Được biết tại phiên tòa phúc thẩm này thì có 5 luật sư bảo vệ quyền lợi lấy hợp pháp cho 6 bị cáo tại Tịnh Thất Bồng Lai. Và các bị hại có mặt gồm đại diện bị hại là công an huyện Đức Hòa là ông Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện, và có 4 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ. Và tòa cấp phúc thẩm còn triệu tập 8 người có quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án, và trong đó có 7 người sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, tức nơi có tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Đó. Và tòa phúc thẩm mời 18 nhân chứng cùng đại diện các cơ quan liên quan như là tổ giám định tư pháp của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An và tổ giám định tư pháp cơ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Long An và điều tra viên. Trước đó giữa tháng 7 vừa qua, Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 6 bị cáo cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Và cụ thể thì ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu đứng đầu, bị tuyên phạt là 5 năm tù về tội danh trên, và 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Và tòa sơ thẩm cáo buộc nhóm người sống ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook, YouTube chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ. Và chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã được đăng tải công khai trên hai kênh YouTube do nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng. Sau án sơ thẩm, cả 6 bị cáo đều có đơn kháng cáo kêu oan. Trong vụ án này có một bị can khác là bà Lê Thu Vân, 65 tuổi, cũng bị khởi tố với tội danh nói trên. Sau thời gian bỏ đi khỏi địa phương, bà này đã ra đầu thú. Và nhóm luật sư ở Tịnh Thất Bồng Lai có đơn gửi công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra bị can đối với bà Vân vì bà mang bệnh hiểm nghèo. Và tuy nhiên, mới đây công an tỉnh Long An cho rằng chưa có cơ sở xem xét bà khi bị can Lê Thu Vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định. Và trong một diễn biến khác, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang điều tra về hành vi lừa đảo xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Và để phục vụ việc xác minh đơn tố giác, tổ công tác công an tỉnh Long An và cơ quan chức năng đã lấy mẫu giám định ADN đối với 27 trên 28 người có liên quan tại Tịnh Thất Bồng Lai. Và trong đó có ông Lê Tùng Vân và 5 người đang bị tạm giam trong vụ án trên. Và toàn bộ lấy mẫu được công an tỉnh Long An đã gửi đến Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh để trưng cầu giám định. Và công an tỉnh Long An cũng công bố là không công bố rộng rãi nhằm bảo vệ quyền cá nhân, quyền con người, đặc biệt trong số này có những đứa trẻ. Thì đây cũng là thông tin mới nhất, thì cũng mong tất cả quý vị và các bạn sẽ đăng ký kênh của em để được theo dõi những nội dung mới nhất, và em sẽ thường xuyên cập nhật trên kênh Hoàng Sáng TV. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ. Chào tất cả mọi người.